Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tớ Nếu không có chuyện gì tôi đi trước nhá. Ngọc, tớ thích cậu. Cậu là bạn gái tớ nhá. Trời ơi Cường ơi là Cường, sao mày diễn kiểu gì đấy Cường? Diễn cảnh tỏ tình mà không có tí cảm xúc nào là sao? Tập trung đi, diễn bằng ánh mắt nghe chưa? Thần thái vào. Sao mày đi tỏ tình con nhà người ta mà thiếu tự tin thế thì làm sao mà được? Chuẩn bị, làm lại. Mọi người nghỉ tay ăn bánh uống nước đã. Nghỉ tí đi, tao đói quá rồi. Thôi rồi, mọi người nghỉ ngơi tí đây, xong rồi tập trung quay lại nhá. Ôi giời ơi, mẹ. Uống nước đi. Nóng quá nhỉ. Mic nặng gì đâu. Trời ơi, nhà tao đấy. Ê mày ơi. Hả? Nãy giờ cũng phải quay được 30 lần rồi đấy. Tao thấy cũng được vài shot được rồi mà. Sao mày cứ bắt chúng nó quay lại thế? Nãy giờ tao quên chưa bấm máy. Mày! Hàn, tao cố tình đấy. Tao cho thằng Cường nói đi nói lại để cho nó quen mồm thôi. Là sao? Sao thế? Thì tức là bây giờ mình phải cho thằng Cường ấy, nó tập nói cái câu là tớ thích cậu với Ngọc đúng không? Để đến khi nó tỏ tình thật thì cho dễ. Đây. Công nhận thằng bạn mình cao tay đấy. Trời, quá cao tay. Kể ra nếu mà chúng nó diễn nhiều ấy, biết đâu tình cảm nhanh đi lên. Ê, chúng nó lại yêu nhau nhanh hơn ý chứ. Ừ, chả thế còn gì, thấy tao thông minh không? Yeah. Very good. Thôi, nhiều ăn nữa đi. Thôi đi. Mọi người quay được nhiều chưa? Mới quay được có mỗi một cảnh thôi. Sao lâu vậy? Hỏi hai bà này. Ừ? Có mỗi cảnh tỏ tình thôi mà quay rõ lâu. Tôi thấy ổn rồi mà. Mấy ông quay làm sao ấy? Thằng này, mày dám cãi lời đạo diễn à? Tao lại cho cảnh hôn thật rồi bây giờ. Tao vừa xem lại cái file lúc nãy rồi. Nói chung là cũng được. Bây giờ anh em chuyển sang quay cảnh khác nhá. Để mà dám bớt cái việc di chuyển đi ấy, thì bây giờ anh em mình quay cảnh 6 luôn. Mọi người đọc kịch bản đây. Ok. À, đọc kịch bản đây. Cảnh 6 cảnh như này. Kể con tớ đấy. Kể con tớ. Đường bị tắt bớt một cái. Đây, tao đọc kịch bản rồi. Lúc đấy chúng mày thấy tao diễn thế nào? Chúng mày góp ý luôn đi. Mày là thật hèn. Ê, được chưa, được chưa? Trời ơi, Cường ơi là Cường, đang quay mà. Sao tự nhiên mày quay ra máy quay mày hỏi được chưa, lấy nào. Tao muốn lấy cái cảm xúc lúc mày bị tát xong. Thì cảnh đấy quay cận được mà. Quay cận là quay cận thế nào? Bọn mình quay có một máy thôi thì phải quay liên tiếp chứ. Quay thì có thứ tự mà. Nào, chuẩn bị lần lại đây. Tao bị tát 5 lần rồi đấy. Thế tại mày ngu chứ sao, không nghe lời tao. Nào, tập trung nào. Vào vị trí. Cao mic lên tí bạn đây. Máy chạy. 3, 2, 1, diễn. Mày là thằng hèn. Ai cắt. Sao thế? Tao quên bấm máy. Sorry. Tao luôn đi. Xin lỗi, chịu khó tí đi. Ê, hay là quay góc giả đi. Tao thấy trên phim chúng nó toàn quay bên này này, xong rồi tắt bên này. Tắt không tới nhưng mà nhìn thật lắm. Tao đỡ bị đau nữa. Không được. Mình thì tắt thật ấy thì cái thước phim của mình nó mới sống động chứ, mày hiểu không? Đâu mày nói đúng rồi đấy. Mày diễn ra không tốt rồi. Không tốt thật thì làm sao mà diễn được cảnh đau. Đúng rồi, mày có muốn được giải không? Muốn. Muốn thì chịu khó tí đi. Với lại Thảo là con gái mà, tát có đau đâu. Không đau mày vào mà thử. Nói chung mất thời gian quá đi. Nào, tập trung lại nào. Âm thanh. Ok. Diễn viên. Hiện trường im lặng. Máy chạy. 3, 2, 1, diễn. Mày là thằng hèn. Cắt. Sao nữa? Chỗ mày đứng nắng quá. Hai người ngồi xích lên đây tí cho mát. Xích là quay lại hả? Mày thông minh đấy. Xích lên. Đấy. Nào, chuẩn bị lại nhá. Máy chạy.
3, 2, 1, diễn! Mẹ thằng hèn! Sao con lại tát tôi? Mẹ hỏi chính bản thân mày ấy! And cut! Được rồi! Được rồi đúng không? Đúng rồi, được rồi! 100% được rồi! Để cho tao xem lại nào! Nào mọi người chuẩn bị sang cảnh khác nhá! Đông ơi, sao quay mờ với nhòe này? Mờ với nhòe là nhòe thế nào? Mày xem lại cái shot cuối. Đây. Lúc nãy mày di chuyển từ đây lên đây vì nắng quá ấy. Thế là tao quên về nét lại. Thế tức là cậu có đau lắm không? Không sao đâu, tôi cũng đỡ rồi. Cho cậu này. Cảm ơn nhé. Không được. Sao thế? Chai nước còn lạnh, cậu đặt lên chỗ bị tát đi, cho đỡ đau, đúng sao? Cảm ơn nhé. Nắng ơi, nhớ. Em lặng ngay ra nè. Ừ. Ừ. Mẹ đâu? À, tốt lắm, thằng trai. Đau quá. Nóng quá. Sao? Mẹ đâu? Ê, tao bảo này. Bây giờ tao có một tin vui và một tin buồn. Thằng Cường đi, mày muốn nghe tin nào trước? Đang mệt, nghe tin vui trước đi. Tin vui ấy, tao xin thông báo, sau 30 shot quay của chúng ta, tao đã xem đi xem lại, lọc đi lọc lại. Mày biết không, cuối cùng tao tìm được một shot, mày diễn cực kỳ hay luôn, biểu cảm cực kỳ đạt, nói chung là thần thái ánh mắt không khác gì diễn viên chuyên nghiệp luôn. Mọi người, hãy cho một tràng vỗ tay nào. Thế là tin buồn. Tin buồn á? Ừ. Có nên nói ra không nhỉ? Có chứ, nói đi. Ừ, đúng rồi, cứ nói đi. Cảnh quay khó nhất đã xong rồi, thì còn lo cái gì nữa? Tin buồn ấy. Nãy giờ bọn mình quay nhầm mẹ kịch bản rồi. Chó này mày nói cái gì? Quay nhầm kịch bản đấy mà, có gì đâu. Nhầm có tí thôi mà, anh em làm lại thôi. Nữa à? Thôi, thằng lên, cố gắng lên vì giải thưởng mà, vì cố lên lên đây. Bà lại có chuyện gì à? Tôi bình thường mà, làm gì có chuyện gì đâu. Mà bà định không học vẽ nữa à? Tôi thấy tôi chẳng có năng khiếu gì cả. Với lại tôi cũng không thích học vẽ cho lắm. Nga ơi! Bạn gì xinh xinh ơi! Lại đây uống nước đã! Ly! Bà ra trước đi, rồi tôi vẽ xong tôi ra nhá. Ừ. Cậu này. Tôi cảm ơn. Thế con dở hơi kia không lại? Ừ, nó bảo nó vẽ thêm một chút nữa. Suốt ngày vẽ với trà vời, mệt với bà này quá. Đàn này buồn cười. Học ấy, nó là chuyện lớn rồi. Mà kiếm tiền ấy, thì nó là chuyện nhỏ. Bác Hồ nói rồi ấy, tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Thế nên ấy, tớ làm chuyện nhỏ trước. Cậu bị gì đấy? À, tớ không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì ấy. Sao nhìn mặt cậu hôm nay chắc chắn phải có cái gì rồi.
Ly này, từ sau giờ đi ấy, nhưng mỗi khi mà cậu có chuyện buồn cứ gọi cho tớ. Tớ không hứa sẽ làm cho cậu cười, nhưng mà tớ hứa sẽ... Câu sau là câu gì tớ quên rồi, nhưng mà đại khái là cậu cứ tâm sự với tớ nhé, đừng có ngại. Tớ biết rồi. Mình bắt chước loài mèo kêu nhau, kêu cùng anh mèo 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 mèo. Anh chỉ muốn ôm em nhõng nhẽo, ai dô mèo 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 mèo. Ô nhịp tim anh bum bum, với thầm yêu nụ cười xấu xa. Vì anh yêu em không nói nên em mèo mèo. Sao tớ nghe giống lời bài hát vậy? Ừ thì nó là lời bài hát mà. Thật á? Ừ, bài này là bài nhạc rất là hot của Trung Quốc mà tớ viết lại lời Việt đấy. Ồ, hay quá. Thế cậu dạy tớ hát bài này được không? Tất nhiên là không, vấn đề viết. Tập thôi. Cậu biết lời bài này chưa? Ừ. Lấy điện thoại ra. Có à? Ở đâu? Đi tớ. Lên tí nhá, tìm học tiếng mèo kêu. Học tiếng mèo kêu, okay. Đây à, bài này à? Ờ, bài này đấy. Đầu đã, từ đầu nha. Sao thế, vẫn chưa hết buồn à? Có tâm sự gì cứ kể cho tớ đi. Cậu biết vì sao mà những người tên là Tài ấy hay bị mọi người gọi là Tài Smile không? Bởi vì á, điển hình là tớ. Tớ rất thích sờ những người tên là... À không, bởi vì là những người tên là Tài ấy luôn luôn khiến cho người ta cảm thấy vui và muốn cười. Cho nên là tất cả những cái câu chuyện, tất cả những chuyện buồn gì của cậu ấy, cậu chỉ cần kể cho tớ thôi, cậu sẽ trở nên vui vẻ ngay. Thử kể cho tớ nghe xem, biết đâu tớ lại giúp được cái gì đó. Có một người bạn, cậu ấy vẽ đẹp lắm. Đúng Nga đúng không? Nhưng mà bố mẹ cậu ấy lại không cho cậu ấy đi học nữa, cũng không cho đi thi đại học nữa, bắt cậu ấy ở nhà phụ giúp gia đình. Tớ có khuyên cậu ấy rồi nhưng mà không được. Ca này cao phết ạ. Nhưng mà không sao, gặp tớ là đúng người rồi. Theo tớ ấy, trị bệnh là phải trị tận gốc. Cho nên ca này, tớ nghĩ là nguyên nhân chính không phải là từ cậu ấy, mà là từ bố mẹ của cậu ấy. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, chưa thấy bụng phệ, chưa béo phì. Theo tớ, cậu bây giờ có khuyên cậu ấy như nào thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Mà bây giờ cậu nên cùng với bạn bè nói chuyện với bố mẹ cậu ấy một lần. Biết đâu... Đúng rồi, thế mà tớ không nghĩ ra. Thế thì mai tớ sẽ rủ các bạn trong lớp đến nhà cậu ấy để xin bố mẹ cậu ấy cho cậu đi học tiếp. Hai người có chuyện gì mà vui thế? Nói xấu tôi đúng không? Nói xấu bà làm gì? Bây giờ bà xấu quá rồi, cùng tôi có nói mãi thì cũng không xấu thêm được đâu. Cái gì cũng có giới hạn. À, ông thích chết rồi! Đến nhà tớ rồi. Nhà cậu đây à? Ừ. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhá. Thực ra tớ có giúp được gì đâu mà. Thôi tớ vào nhà đây. Bye bye nha. À Ly này, nhớ suy nghĩ lời mời làm vocal của nhóm tớ nhá.
Mà tình hình quay đến đâu mày nhở? Quay á? Được 1/2 kịch bản rồi. Chắc là anh em mình phải làm thêm một buổi nữa thì mới xong được. Ừ, sao không làm luôn hôm nay? Máy hết pin rồi, không đủ quay đâu, còn có tí à? Quay xong rồi còn phải hậu kỳ nữa. Mấy ông thấy có kịp được không? Tôi lo quá. Yên tâm, cái đấy không cần lo, cái đấy tôi lo được. Vấn đề bây giờ ấy là tao đang nghĩ cái tên phim đây này. Chưa nghĩ ra cái tên gì cho nó hay. Không lo, tôi tưởng là tên phim mà Thanh Sơn vội vã rồi cơ mà. Thì cũng định đặt là như thế. Nhưng mà nghĩ lại, có phim người ta đặt như thế rồi, mình không dùng được. Mình nghĩ cái tên khác thôi. Theo như nội dung phim ý, thì tôi nghĩ đặt là Tớ Thích Cậu. Tớ Thích Cậu à? Không được, nghe chả hay gì cả. Tao nghĩ thì bây giờ mọi người ngồi nghĩ cũng không ra đâu. Nên là cứ về nhà nghĩ đi, rồi có gì thì tối gửi lại nhá. Thống nhất thế đi. Khi nào? Bây giờ mới về đấy. Giờ về á? Ừ. Giờ mà về thì cũng còn sớm lắm. Hay là chúng mình đi chơi đi. Chơi á? Ê, đi chơi đi. Đi đâu? Nhưng mà đi đâu mới được? Hay là qua nhà bà Ngọc chơi đi. Thế hợp lý nhờ. Từ lúc đi học cùng nhau đến bây giờ, nhà Cường này, nhà Đông này, nhà Hảo này, tôi đều biết hết rồi. Có mỗi mình nhà bà là tôi chưa biết thôi. Đúng đấy, anh em chưa biết nhà bà Ngọc, mà lại còn nghe người ta nói nhà bà Ngọc thế này, nhà bà Ngọc thế kia. Chưa đấy. Có dịp đến, hôm nay đến nhá. Hay để hôm khác đi. Hôm khác à? Sao thế? Hay là bà sợ bọn tôi biết nhà bà nghèo? Nghèo đâu mà nghèo. Nghèo mà dùng iPhone X à? À, biết rồi, táo mày kém thông minh quá. Nhà bà Ngọc giàu lắm. Bây giờ sợ anh em mình đến. Có làm bẩn nhà người ta. Ôi, đi chân đất này. Đỡ chân thôi nhỉ. Tao nói linh tinh, chỉ là hôm nay sao? Chẳng qua là bố bà Ngọc khó tính thôi. Thôi, để hôm khác đi. Sao mày biết? Thì hôm trước tôi cõng. Lộ rồi nhá. Hóa ra là Cường đến nhà Ngọc rồi à? Hôm trước tôi cõng à, hai đứa là hẹn hò với nhau rồi, lại còn đến nhà nữa cơ. Chết thật. Hai ông bà này kinh thật đấy, đã chim chuột nhau rồi. Không biết gì luôn nhỉ. Chết thật. Thôi, có khi anh em mình thu xếp cuốn gói về nhỉ, để cho hai bạn ấy còn cõng. Thôi, đi về đi. Hôm nay tao lại trẻ. Đi rồi, đi rồi. Đi. Mình xin nhá. Thôi hai bạn cứ thoải mái tự do đấy. Ui. Chết. Để tớ đưa cậu về nhá. Nổ lốp mất rồi. Xin chào các bạn có thấy dòng chữ này không? Crap, crap gì đấy, mình đọc tiếng Anh hơi kém nhưng mà ơi tao yêu mày đấy. Thì phim này bọn mình đang làm phát hành tập thứ 3 rồi. Có rất nhiều bạn hỏi là phim này không phát ở YouTube à, hay là phim này không biết xem ở đâu. Thì mình cái video này mình muốn nói các bạn là phim này sẽ không phát ở YouTube kênh FM1TV mà sẽ phát độc quyền ở trên Mocha. Các bạn có thể vào Mocha sẽ tìm thấy ở cái phần phim truyện đấy, hoặc là các bạn search ở trên Mocha là Crush Ơi Tao Yêu Mày ấy, hoặc các bạn kích vào cái đường link ở dưới, chút nữa mình sẽ comment ở phía dưới phần comment. Đấy thì bây giờ là tập 3 rồi. Thì bộ phim này thì bọn mình được đầu tư làm cũng như là mọi thứ đều ổn rất là nhiều. Cũng có nhân vật Hảo, nhân vật Ngọc, Cường, Ly đấy, nhưng là sẽ một những cái vai khác, vai diễn khác, và trang phục cũng như tất cả mọi thứ đều làm đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn hãy vào Mocha ở dưới nhá, phần comment đấy. Nếu bạn nào chưa có link thì bạn hãy xem link ở dưới, còn không các bạn cứ vào Mocha bạn tìm được thấy thôi, rất là dễ dàng, tại vì bên mình độc quyền Mocha mà Mocha đang truyền thông bên mình đấy. Hiện tại thì FM1TV sẽ phát hành phim Lâu Hỏa Đạo ở trên YouTube thôi.
sắp tới sẽ có phim Mì Tôm 2 nữa. Thì đấy là những bộ phim mà mình chắc YouTube, còn phim Crush này sẽ không có ở trên YouTube. Các bạn đừng chờ đợi nhá, hãy vào Mocha để xem. Đấy thì video này mình chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hy vọng là dù bọn mình phát phim ở đâu thì hy vọng các bạn vẫn luôn ủng hộ bọn mình. Tại vì bọn mình xác định là làm phim rồi, nên là ở đâu cũng thế thôi. Hy vọng sản phẩm của mình được nhiều người theo dõi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào. Trời yên bình, chợt mờ nhạt đi.